Hôm nay tối thứ tư đúng không? Mình chia sẻ bạn đến cái chủ đề là công việc kinh doanh và mối quan hệ, cuộc sống của chúng ta là mối quan hệ, tất cả nó liên hệ với nhau và nó liên kết với nhau, nó có liên quan mật thiết với nhau. Và nếu mà chúng ta làm kinh doanh mà chúng ta không có khả năng xây dựng mối quan hệ, hoặc là cái việc xây dựng mối quan hệ nó đang là một cái gì đó nó rất là khó khăn đối với bạn, thì bạn hãy suy nghĩ lại, bạn hãy tập cho mình cái tính cách đó. Còn nếu không thì bạn cũng sẽ không thành công được trên con đường làm kinh doanh đâu. Và cái chương trình mới vừa online thôi, mới vừa live stream thôi, mới vừa lên thôi, mình cũng mới vừa bật lên. Vậy bây giờ chúng ta chào nhau, các bạn ở khắp mọi miền đất nước chúng ta chào nhau. Chào bạn Đỗ Thu Trang, chào bạn Mai Quỳnh. Chúng ta cùng nhau chào nhau, tương tác với nhau, kết nối với nhau. Thông qua cái live stream này chúng ta cũng xây dựng cái mối quan hệ. Và đây là cũng đúng là cái chủ đề mà tối hôm nay mình muốn nói với bạn. Chúng ta có thể là lần đầu tiên chúng ta quen nhau, hoặc là cũng có thể là chúng ta đã biết nhau trước rồi, thì các bạn cũng giới thiệu về nhau, kết nối về nhau, thì thông qua cái chương trình này chúng ta lại quen biết nhau. Và đó là chủ đề của cuộc sống và cái chủ đề của kinh doanh. Chào bạn Thái Huy. Và kinh doanh nó là mối quan hệ. Và bạn nào mà lần đầu tiên các bạn không biết đến mình mà các bạn xem livestream này thì các bạn comment số 1 đi. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về mình để cho tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước này cùng biết về bạn. Đó là chúng ta xây dựng mối quan hệ mà đúng như cái chủ đề tối hôm nay mình nói với bạn. Và các bạn cũng chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, để chúng ta gì để chúng ta cùng nhau cùng nhau kết nối với nhau, cùng nhau xây dựng mối quan hệ với nhau. Vâng, chào bạn Mai Quỳnh, đó là chính xác đó là như vậy. Chào bạn Kim Khuê, chính xác đó là như vậy. Và tối hôm nay các bạn xem cái chủ đề này các bạn sẽ nhớ. Chào bạn Phạm Thu Trang, rất là vui làm quen với em. Chào bạn Ngô Trường Vĩnh, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Quý Đức, ok. Và tại sao tối hôm nay mình nói về cái chủ đề này? Thực sự thì mình mới vừa đi ăn tối với một bạn bên là Nguyễn Tấn Tâm. Thì bạn đã tham gia chương trình B cách đây cũng đã 7 năm rồi. Và hiện tại thì bạn cũng đang ở quận 2. Gia đình bạn đang ở quận 2, đã cũng ở rất là gần mình. Tuy nhiên tối hôm nay mới có việc, lâu lắm rồi, cũng đã lâu lắm rồi tương tác trên Facebook nhiều, nói chuyện nơi này nơi kia nhiều. Tuy nhiên là chưa có dịp mà hai gia đình gặp nhau, giao lưu, kết nối, nói chuyện với nhau. Vậy thì cái điều này nó nói lên cái ý nghĩa gì? Tại sao mình kể cái câu chuyện này? Chào bạn Lê Minh Nguyệt, ok. Tại sao mình kể cái câu chuyện này? Đó là cái xây dựng mối quan hệ. Mình mới gặp bạn, mình mới nói chuyện với bạn để gì? Để cái mối quan hệ nó được duy trì lâu hơn. Chào bạn Thành Công, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái mối quan hệ nó được duy trì lâu hơn và nó sẽ mang được cái ý nghĩa hơn đến cái cuộc sống này. Chào bạn Nguyễn Tấn Tâm, bạn cũng mới vừa vào xem. Các bạn thấy bạn Nguyễn Tấn Tâm là bạn và cùng với gia đình vợ bạn, con cá bạn mới vừa đi ăn tối với mình xong, cùng nhau ở bên quận 2 và bây giờ mới có dịp kết nối nhau. Bạn Nguyễn Tấn Tâm mới vừa lên và comment đó, ok. Chào bạn Ngô Phạm Thu Thủy, vâng. Vậy thì cái điều này nó nói lên cái ý nghĩa gì? Cuộc sống và trên con đường làm kinh doanh đó, thực sự đó chính là mối quan hệ. Nếu mà bạn đi thiếu thốn đi những cái mối quan hệ thì chắc chắn là các bạn không thể làm kinh doanh được. Thầy đã xuất bản cái quyển bán hàng online chưa? Sắp rồi em, đang nằm ở cái khâu xin phép em. Sắp rồi, chào thầy và chúc, ok, chào bạn Cindy. Bạn nào lần đầu tiên mà biết đến mình, các bạn chưa bao giờ biết mình mà qua live stream này biết mình, thì các bạn comment số 1 để sau khi xong cái chương trình này thì mình sẽ kết nối nói chuyện các bạn thân hơn. Chào bạn Lê Đình Huy, vâng. Và các bạn thấy là mà lại tiếp tục, tuần vừa rồi mình có cái dịp đi ra Hà Nội tham gia cái chương trình CEO chìa khóa thành công, thì sau xong cái chương trình đó mình có dịp như thế nào mình đi kết nối giao lưu với rất là nhiều bạn ở ngoài Hà Nội. Tại sao mình phải dành thời gian nó như vậy? Mình đã nói rồi mà, cuộc sống là sự kết nối, cuộc sống là liên tục kết nối. Mình kết nối những bạn ở Hà Nội, mình kết nối những bạn ở Hải Dương, vừa rồi mình dành thời gian để mình đi Hạ Dương. Cuộc sống là tình người, với tình người chúng ta kết nối nhau. Và khi chúng ta gặp gỡ những con người nó như vậy ở những cái quê hương khác với quê hương của chúng ta, thưởng thức những món ăn tuyệt vời hơn những món ăn mà hồi giờ chúng ta đang thưởng thức, thì chúng ta được trải nghiệm với những con người rất là thân thiện, rất là tử tế. Và nó như thế nào Nó làm cho
cái con người của chúng ta được mở mang rộng ra, nó làm cho chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, nó làm cho chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn, và nó làm cho chúng ta gì, được kết nối con người với nhau, và nó làm cho chúng ta gì, được gì, xây dựng mối quan hệ với những con người ở những khu vực khác nhau, vùng miền khác nhau một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Chúng ta không thể kinh doanh tốt được khi chúng ta cứ mãi bo suy nghĩ trong gì, trong những cái quan điểm cũ của mình. Chúng ta không thể xây dựng mối quan hệ được khi mà suốt ngày cứ mãi gì cứ mãi ăn cái món phở của mình đang nấu, đi đúng cái con đường đó, quanh năm suốt tháng chỉ lòng vòng ở những cái chỗ đó. Cho bạn Trần Đức Việt lâu quá mới lại nghe được thầy nói, ok, cảm ơn bạn Trần Đức Việt rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Và mình nói cái công việc đơn giản nhất ở trên đời này, nó chả có gì phức tạp hết, đó là xây dựng mối quan hệ. Bạn nào xây dựng mối quan hệ tốt, bạn đó rất là dễ thành công, kể cả trong công việc và kể trong cuộc sống. Các bạn có đồng ý điều này không ạ? Nếu các bạn đồng ý rồi thì các bạn comment xuống, bạn nói là cái điều này nó hoàn toàn chính xác. Nếu mà bạn không có kỹ năng mới xây dựng mối quan hệ thì như thế nào ạ? Hai vợ chồng của bạn cũng cãi lộn nhau cả ngày. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không kết nối được với nhau. Nếu mà bạn cũng không có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt thì bạn là bố và với con cái của mình cũng không được thông suốt với nhau. Và anh chị em của chúng ta và những người xung quanh của chúng ta, các bạn cũng không thể xây dựng được cái mối quan hệ tốt được. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Cái cuộc sống, thực sự cái cuộc sống của chúng ta, cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này, đó là cái sự xây dựng mối quan hệ với nhau thôi. Cái cách chúng ta nói chuyện với nhau, cái cách chúng ta đối xử với nhau, cái cách chúng ta hiểu về nhau, cái cách chúng ta diễn giải về nhau, tất cả những điều đó nó chung quy lại một từ rất là chính xác, đó là từ khả năng, kỹ năng chúng ta xây dựng mối quan hệ với nhau thôi. Nó chung quanh nó như vậy thôi. Nên là các bạn muốn thành công trong kinh doanh à, một từ duy nhất mà mình luôn nói với các bạn đó là hãy nâng cao cái khả năng xây dựng mối quan hệ của mình. Các bạn muốn thành công trong cái cuộc sống gia đình của bạn thì cũng một từ duy nhất mà mình muốn gọi đến các bạn là hãy nâng cao cái kỹ năng gì, xây dựng mối quan hệ với chính cái gia đình của mình. Bạn muốn trở thành một người sếp thành công mà, bạn muốn trở thành một người chủ thành công mà, thì một cái từ duy nhất mà mình cũng gửi đến các bạn đó là các bạn phải có cái khả năng xây dựng mối quan hệ với ai với những người nhân viên của mình, với những người đồng nghiệp của mình, với những ai với những cái khách hàng của mình, với đối tác của mình, với ai với cơ quan chính quyền, thậm chí với ai với những cái người giang hồ mà họ đang làm phiền tỏi bạn. Đó là cái khả năng xây dựng mối quan hệ. Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Vậy thì những gì vừa rồi, cái từ quan trọng nhất mà hồi nãy mình chia sẻ đến các bạn đó là cái từ gì ạ? Các bạn comment đi ạ. Đó là cái từ gì ạ? Ok chưa? Nó là mình nói là cái cuộc sống này nó rất là đơn giản, nó chung quy một điều, đó là chúng ta luôn được củng cố kết nối những con người với nhau. Đó chính là kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Và đó là cái vấn đề gì, tại sao xây dựng mối quan hệ nó lại quan trọng, tại sao xây dựng mối quan hệ nó lại quan trọng các bạn, tại sao nhỉ? Các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa, để cho nhiều người họ biết và họ cảm nhận được, các bạn hãy bấm vào và chia sẻ đi ạ. Bạn Huy Vũ, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn cũng như thế nào, comment xuống số 1 đi ạ. Vậy thì tại sao chúng ta phải xây dựng mối quan hệ các bạn nhỉ? Tại sao ạ? Cái câu hỏi ở đây là tại sao nhỉ? Chào bạn Nguyễn Lan. Ok, rất là tuyệt vời em. Nâng cao kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Tại sao, cái câu hỏi ở đây là tại sao vậy? Và trước khi chào bạn Lê Hiền, bạn mới chia sẻ cái livestream của mình rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Trang, em đã chia sẻ cái livestream này về nhà các em chưa? Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn hãy comment số 1. Lần đầu tiên với mình thì các bạn comment số 1 vào. Và trước khi đi tiếp trả lời câu hỏi tại sao thì mình có một phút quảng cáo về mình nha các bạn nhé. Ok chưa? Các bạn đồng ý không ra điều này không ạ? Mình tên là Nguyễn Thế Duy và năm nay mình 42 tuổi và hiện tại mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đang sở hữu cái trung tâm đào tạo B-Training. Trung tâm đào tạo B-Training. Để dễ thì mình sẽ các bạn, để các bạn thấy trung tâm đào tạo B-Training, cái chữ B-Training nhưng mà B-Training vườn ươm doanh nhân. Mình thành lập nó năm 2009 và cho đến nay nó đã được 9 năm rồi các bạn ơi.
Và cái khóa học mà rất là nổi tiếng mình chia sẻ liên tục trong những năm qua là khóa học làm chủ và xây dựng doanh nghiệp, cái cách đi lên khởi nghiệp của từ tay trắng, từ năm xu thôi. Cái đây là cái địa chỉ của trung tâm mình, 9 năm nay nó vẫn nằm y đúng cái địa chỉ này, và rất là tuyệt vời. Và đây là mình tác giả của những cái quyển sách này đây. Cái quyển thứ nhất là Beyond the Way, cái quyển này tiếng Anh, chúng ta bán ở nước ngoài. Và cái quyển thứ hai là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Và quyển sách thứ ba là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình là tác giả của ba quyển sách này. Và ngay bây giờ trên livestream này, bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách này, hai quyển sách tiếng Việt, giá bìa luôn là 210.000, thì các bạn comment xuống cho mình cái số điện thoại, sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ok, trên khắp mọi miền đất nước 210.000, và bao luôn phí ship cho các bạn. Trong thời gian này là bao luôn phí ship cho các bạn. Và nếu bạn nào mà đã có hai quyển sách rồi thì các bạn mới được tiêu chuẩn là tham gia vào một cái group. Mà cái group của những người sở hữu sách thì trong này mình có những cái bài viết về kinh doanh, những cái câu hỏi của bạn liên quan về kinh doanh, những cái live stream về kinh doanh, mình sẽ đưa các bạn vào trong cái group này. Và hiện tại thì điều kiện vào group thì nó tương đối dễ, nó như vậy. Thì trên khắp mọi miền đất nước, các bạn chỉ cần cho số điện thoại, sách sẽ giao được đến nhà các bạn. Khi cái người giao sách đó, họ giao đến nhà các bạn thì họ sẽ thu tiền luôn, nên các bạn không cần phải chuyển tiền trước rồi gì hết. Các bạn chỉ cần cho số điện thoại thôi, duy nhất số điện thoại trên khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng có thể sở hữu được. Vâng, đó là mình đã hết một phút quảng cáo rồi. Ok các bạn ơi, bạn gì đó nói xin lỗi cái gì nhỉ? Bạn Đức Vũ, bạn nói xin lỗi, không biết là xin lỗi cái gì. Ok, có gì đâu mà lỗi. Thầy đừng buồn em nhé thầy. Buồn cái vụ gì bạn Đức Vũ ơi? Có gì đâu mà buồn. Mình với bạn sao mà buồn nhỉ? Đủ hai cuốn rồi, đọc xong một cuốn, đang luyện cuốn thứ hai. Rất cảm ơn bạn Sơn Nguyễn, tuyệt vời quá bạn Sơn Nguyễn ơi, rất là tuyệt vời. Vâng, vậy thì mình lại nói cho các bạn tiếp nè. Tại sao chúng ta phải xây dựng mối quan hệ? Tại sao? Cái câu hỏi ở đây là mình nói là tại sao? Vậy thì các bạn nên nhớ rằng là tất cả những người chung quanh của chúng ta đó, họ đều có nhu cầu. Họ đều có nhu cầu gì ạ? Họ muốn biết cái con người thật của bạn. Xây dựng mối quan hệ là để gì ạ? Để người ta muốn biết cái con người thật của các bạn. Người ta xem thử bạn là người đáng tin cậy tới mức độ nào. Người ta xem thử bạn có tử tế không. Tức là người ta xây dựng mối quan hệ là chúng ta quen nhau mà, chúng ta biết nhau mà, chúng ta chơi với nhau mà, chúng ta chạm với nhau mà. Bạn đồng ý ra điều nào mà? Thì tại sao cái việc xây dựng mối quan hệ nó quan trọng? Bởi vì người ta muốn xem bạn, người ta muốn cảm nhận về bạn, người ta muốn chạm về bạn, thậm chí người ta muốn điều tra về bạn. Tại em nói em xuống học nhưng giờ em vẫn chưa xuống được thầy ơi, em nhớ thầy và nhớ các bạn lắm. Ok bạn Đức Vũ, không sao mình sắp xếp bạn Đức Vũ mình sắp xếp. Chứ mình không lý do nha bạn Vũ ơi. Bằng cách nào đó chúng ta sắp xếp rồi chúng ta đi bạn Đức Vũ ha. Đừng có ngồi rên rỉ và đừng có ngồi lý do. Hãy tập trung vào hành động, cách nào đó để chúng ta hành động tốt bạn Đức Vũ ha. Nên là chúng ta không cần phải xin lỗi mà chúng ta cần phải hành động thôi. Ok, mình lại nói tiếp. Tại sao hồi nãy giờ mình nói cái chủ đề tại sao đúng không? Thì những người đó họ muốn hiểu ra được cái con người thật của bạn, họ muốn hiểu được cái đam mê của bạn, họ muốn biết được cái kinh nghiệm của bạn, họ muốn chạm vào cái gì chạm vào cái hoài bão của bạn, họ muốn nhìn thấy cái sứ mệnh của bạn, họ muốn nhìn thấy cái tầm nhìn của các bạn, họ muốn thấy cái cách ăn, cách sống, cách ở của bạn. Bạn hình dung chưa? Tức là chúng ta xây dựng mối quan hệ để làm gì? Tại sao mối quan hệ nó quan trọng? Hồi nãy mình nói ra mà. Tại sao mối quan hệ nó quan trọng? Bởi vì tất cả những con người trước khi họ làm ăn với bạn, trước khi họ gắn bó với bạn, trước khi họ muốn hiểu về bạn, là họ luôn muốn gì Họ luôn muốn chạm vào bạn. Ok chưa? Họ xem cái con người thật của bạn nó có cởi mở không? Hay bạn là một người quá toan tính? Họ xem cái con người thật của bạn nó có gì? Nó có vui vẻ không? Hay là một con người mà nó khó tính? Bạn xem cái con người thật của bạn, bạn có thực sự có một cái tấm lòng tuyệt vời không? Bạn có phải là một người có một cái tâm trí, một trí tuệ tuyệt vời không?
ok chưa? Tóm lại họ 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 quan tâm rất nhiều về bạn, và trong cái quá trình xây dựng mối quan hệ đó mà họ càng hiểu nhiều về bạn thì bắt đầu những cái người đó họ mới bắt đầu họ đặt cái niềm tin nơi bạn, ok chưa? Và nếu mà bạn chạm được một cái điều gì đó tuyệt vời thì họ như thế nào ạ? Họ đưa cái niềm tin đó vào phía bên trong cái suy nghĩ của các bạn. À, họ đưa vào cái niềm tin cái con người bạn vào vào bên trong vậy, bên trong cái trái tim của họ và trong cái suy nghĩ của họ. Các bạn nhận ra điều này chưa? À, hồi nãy giờ các bạn nào có nhu cầu mua sách của mình thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống, ok chưa? Các bạn nào lần đầu tiên muốn mua sách của mình thì các bạn comment. Hồi nãy giờ mình không thấy bạn nào comment số điện thoại xuống hết. Các bạn mà sở hữu hai cái quyển sách của mình thì các bạn sẽ được add vào một cái group riêng, ok chưa? Và trong cái group đó trên khắp mọi miền đất nước các bạn được giao lưu rất là nhiều bạn bè, và mình sẽ chia sẻ bạn những cái live stream trong đó, mình viết những cái bài viết chuyên về kinh doanh trong đó, các bạn hỏi những câu hỏi về kinh doanh thì mình sẽ trả lời các bạn ở trong đó, ok chưa? Nên các bạn nào sở hữu hai cuốn sách thì các bạn comment ngay cái số điện thoại xuống liền, sách sẽ được giao đến nhà các bạn xem. Em mới luyện xong hai quyển sách rồi ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, chào bạn Nguyễn Lan. Ok, hôm nay em mới mua sách hả? Mình tưởng là em đã có sách rồi cho Lan nhỉ. Ok chưa? Và một khi em đợi thầy ra thêm cuốn nữa để mua. Ok, bạn Huy Vũ, rất là tuyệt vời. Và các bạn biết là thực sự khi người nào đó mà có được cái nền tảng gì ạ? Họ quan tâm rất nhiều về bạn, họ xem bạn phải là người thật tâm hay không, rất là tuyệt vời. Và sự nghiệp của bạn, các bạn nên nhớ, sự nghiệp của bạn là dựa trên một cái nền tảng rất là vững chắc. Đó là cái nền tảng gì ạ? Đó là nền tảng xây dựng mối quan hệ, cái khả năng các bạn liên kết. Và nếu ai đó không có những cái kỹ năng, hoặc là bạn e ngại xây dựng kỹ năng mối quan hệ, bạn e ngại tiếp xúc với nhiều người, bạn e ngại cho nhiều người khác biết về mình, thì bạn rất là khó khăn đấy. Nó là mình đấy. Với các bạn là cuộc sống nó đơn giản như vậy, nó rất là dễ dàng, nó như vậy, nó rất là thoải mái, nó như vậy. Chúng ta không có gì phải phức tạp hết. Một cái kỹ năng mà xứng đáng trên đời này các bạn phải luyện, đó là kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Các bạn muốn bán hàng được thì các bạn cũng xây dựng mối quan hệ. Các bạn muốn thăng cấp thăng quyền, dù các bạn là thế hệ làm công, bạn có là người đi làm chính trị, bạn có là người đang là tôn giáo, bạn có là người chủ doanh nghiệp, bạn có là nhân viên, thì bạn cũng cần có những cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Các bạn có đồng ý điều này không ạ? Nếu bạn nào đồng ý thì có comment xuống, các bạn nói là đồng ý. Và các bạn thấy là sáng nay, mới sáng nay thôi, mình gặp một bạn. Bạn thực sự là bạn là một người rất là thành công, và bạn nói rằng là mình gặp bạn ở một cái chương trình khác, và sau khi nghe mình chia sẻ dài câu là bạn biết là bạn đang tắt cái kỹ năng đó, và thế là bạn như thế nào ạ? Bạn qua bên các chương trình mình học, và khi mà bạn qua bên chương trình mình học thì bạn mới về, bạn có một cái quyết định rất là tuyệt vời, đó là bạn quyết định bạn nghỉ. Bạn này là làm bên Viettel, bạn là người của quân đội, bạn là quân hàm thiếu tá rồi, các bạn biết bạn là quân hàm thiếu tá rồi. Thu nhập của bạn làm bên mảng kinh doanh, thu nhập của bạn một tháng là trung bình là khoảng 150 triệu. Tuy nhiên khi học chương trình mình, bạn ngộ ra rất là nhiều điều, và bạn mới về, bạn mới quyết định gì ạ? Bạn quyết định bạn ốp cái công việc của bạn đi để bạn về bạn xây dựng cái công ty đi. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Và bạn như thế nào ạ? Bạn nói là rất là may mắn. Khi mà bất ngờ trong chương trình đó bạn biết đến mình, và đặc biệt là bạn về bạn đọc cái quyển sách của mình, và nó làm cho bạn khao khát, bạn bước ra. Và bạn chứ phải chi, tại sao bạn không biết cái điều này nó sớm hơn 5 năm trước mà bạn biết về mình, thì bạn nói là cái cuộc đời bạn nó sẽ thay đổi nhiều hơn nữa rồi. Các bạn thấy chưa? Những cái mối quan hệ đó nó như thế nào ạ? Nó đơn giản là nó giúp cho chúng ta có những cái suy nghĩ mới. Các bạn nên nhớ rằng là mỗi người mà chúng ta quen biết trên đời này mà chúng ta chưa hề biết họ trước đó, thì họ luôn chứa đựng một cái câu chuyện gì đó, họ luôn biết một cái gì đó là một điều rất là bí mật mà ta chưa biết về họ. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Và nếu các bạn đồng ý thì bạn comment xuống, bạn tôi hoàn toàn đồng ý về vấn đề này. Ok chưa? Nó là các bạn thấy chưa? Hồi nãy giờ mình nói đi nói lại thì mình vẫn khẳng định cho bạn một điều rằng là muốn thành công thì chúng ta cần phải có kỹ năng xây dựng mối quan hệ tuyệt vời. Và các bạn có nhận ra điều gì không ạ? Thành công nó chính là cái điều kiên định làm đến nơi đến chốn, những điều rất là cơ bản vậy. Thành công chính là cái sự kiên định, mình nói lại, thành công chính là sự kiên định làm đến nơi đến chốn
những điều rất là cơ bản. Thành công không phức tạp, nó hoàn toàn không phức tạp. Nó là kiên định đi đến nơi đến chốn những việc mà chúng ta cần làm. Và khi như thế nào ạ? Và khi bạn biết xây dựng mối quan hệ nghĩa là như thế nào ạ? Bạn phải chấp nhận. Sao con gái? Hả? Sao? Hả? Ok. Và khi bạn chấp nhận mối quan hệ thì bạn phải chấp nhận gì ạ? Bạn phải chấp nhận là rời khỏi cái ghế của mình đi, bước đi ra ngoài, gặp nhỡ những con người mới, tìm hiểu những con người mới. Ok chưa? Thì cái cơ hội bên ngoài kia nó mới đến cuộc đời của các bạn được. Cứ suốt ngày là cứ ổn định, cứ nằm trong cái vùng an toàn của mình thì chẳng có cái chuyện gì nó xảy ra trên cuộc đời của bạn hết. Không có chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của các bạn hết. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Cứ mãi là nó an toàn, ổn định thì có cái gì đâu. Hãy bắt đầu đi gặp một người mới, hãy bắt đầu đi ăn trưa với một ai đó, hãy bắt đầu nói chuyện về một cái sở thích của mình và một ai đó, hãy bắt đầu kể chuyện tâm sự với một ai đó. Ok, hãy biết cách gì giơ tay giúp đỡ một ai đó, hãy tìm cách chạm vào trái tim của một người nào đó. Tất cả những điều đó nó sẽ giúp cho các bạn có được cái mối quan hệ tuyệt vời hơn. Các bạn có đồng ý ra điều này không? Nếu các bạn đồng ý thì các bạn hãy làm đi. Thay vì ngồi đó là nói rằng chúng ta không có cơ hội, ngồi đó nói rằng chúng ta không quen biết ai, thay vì ngồi đó nói rằng cuộc đời khó khăn quá, thì hãy đứng lên, hãy rời khỏi cái chỗ ngồi của mình đi, và đi gặp nhiều người đi, và tương tác làm quen đi. Đừng có nói rằng là do tôi lớn tuổi rồi, đừng có nói là tại vì em làm việc từ sáng cho đến tối. Không có tại vì ở đó, cuộc sống là cuộc sống của chúng ta và chúng ta cần phải làm cái điều này. Đó. Các bạn hình dung ra điều này không ạ? Buổi live stream này mình chia sẻ rất là ngắn gọn, rất là đơn giản. Và ngay bây giờ mà lại nói đến các bạn một điều nữa rằng là nếu bạn nào mà quan tâm đến cái khóa học của mình thì tối mai, tối thứ năm mình có cái lớp chia sẻ miễn phí về lớp khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp, thì các bạn đăng ký tham dự liền, thì các bạn inbox cho mình để các bạn đăng ký tham dự cái lớp hoàn toàn miễn phí. Và bạn nào ở xa thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn hãy đăng ký mua hai cái quyển sách của mình. Nó chỉ có 210.000 thôi. Và mình free ship cho các bạn luôn. Cứ free ship về nhà các bạn tới 50.000 rồi. Rồi các bạn sẽ được gì ạ? Các bạn được mình add vào group, các bạn sẽ tương tác với mình sâu hơn. Các bạn sẽ được mình chia sẻ những live stream trong đó, viết những bài viết trong đó. Điều đó nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái live stream này. Mình sẽ chia sẻ bạn một cái chủ đề ngắn thôi, không nhiều đâu. Và chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Và nhớ chia sẻ livestream đến cho mọi người nhé. Bye bye các bạn nhiều.